Chào các bạn, bài số 59 chúng ta sẽ đi vào một bài mà chủ yếu là lý thuyết và demo cái nhìn tổng quát về Entity Framework. Bài này chúng ta sẽ có một lý thuyết và những cái phần mình giải thích về Entity tầng data. Đầu tiên các bạn có thể follow phần các kênh của mình thông qua website tdu.com.vn và Facebook, YouTube thì các bạn search ở trên YouTube tdu sẽ ra ngay. Khái niệm thì Entity Framework nó là một cái nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object Relational Mapping, tức là viết tắt ORM, tức là nó là một cái framework nó ảo hóa cái việc truy cập dữ liệu, quản lý chuỗi kết nối và ảo hóa tất cả những cái bảng các cái đối tượng trong database đều chuyển ra cái cơ chế của C#, cơ chế lập trình giúp các bạn thao tác dễ dàng hơn với cơ sở dữ liệu, thông ví dụ như các thao tác phổ biến là thêm, xóa, sửa rồi select, và không cần phải gần như các bạn không cần phải biết về SQL Server. Nó giúp các bạn truy cập gián tiếp database thông qua cái đối tượng lập trình. Ở đây các bạn có một cái sơ đồ tổng quát. Các bạn có phần dưới cùng là database. Bay trên nó luôn luôn các bạn sẽ có một cái provider để truy cập vào cơ sở dữ liệu, thì được tất cả đều phải qua một cái provider. Đối với data, ADO.NET là một cái provider để truy cập dữ liệu, Active Data Object for.NET. Còn khi các bạn đối với các bạn truy cập vào Access thì các bạn có Access LADB cho Access. Các bạn truy cập vào Excel, các cơ sở dữ liệu khác nó có mỗi cái thì nó có các provider khác. ADO.NET có thể truy cập vào, nó có các cái driver cho Oracle, cho SQL, cho MySQL. Thì bên trên nữa nó là cái Entity Client Provider của Data Entity Framework, và trên nữa thì nó các cái Object Service và application nó sẽ đi qua tầng ảo hóa của entity. Cái tầng này nó bao gồm cơ chế mapping, cơ chế logic và các cái khái niệm conceptual của cơ sở dữ liệu. Các cái này nó giúp mô hình hóa cơ sở dữ liệu ra đối với thành các đối tượng ở trong lập trình programming. Đó, thì các bạn hiểu được là nó là một tầng ở giữa phần ADO và ứng dụng. Các loại đối tượng thì ở đây các bạn có cái object context, tức là đại diện cho một database, có chức năng quản lý các kết nối, định nghĩa các mô hình dữ liệu với metadata để thao tác với database. Lúc này thì cũng có thể thêm các phương thức đại diện cho các store của residue trong database. Cái này chính là cái data context mà chúng ta vẫn dùng. Nó là một thể hiện của cái lớp dẫn xuất của cái đối tượng này. Object context tức là nó tương đương với một database, nó mô hình ra ngoài đối tượng lập trình, nó sẽ là một cái data context, DB context. Nó quản lý kết nối, tức là các kết nối khi mà người dùng cần truy cập dữ liệu thì nó cũng kết nối vào database, nó quản lý xem đóng mở kết nối như nào. Và chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến cái sự đóng mở kết nối, quản lý kết nối cho trong Entity Framework nó đã làm sẵn cho mình rồi. Object Set. Object Set là tương ứng với tập các entity. Mỗi đối tượng này tương ứng với một table. Chính là cái DB Set ở trong phần các bạn khởi tạo. Chính là cái DB Set mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái tầng data này. Đây, đây là Object Context. Nó kế thừa từ, bình thường là kế thừa từ DB Context, nhưng mà khi mà các bạn triển khai cái Entity thì nó sẽ kế thừa từ Entity Context. Cái này thực tế nó cũng được kế thừa từ thằng Entity DB Context, và nó được kế thừa cuối cùng vẫn là từ DB Context. Thằng này chẳng qua là thằng extension của DB Context để nó chưa tạo ra các cái entity, nó giúp quản lý phần role, phần user thôi. Còn thực ra thì vẫn là đối tượng DB Context là gốc. Đó, thì đây là đại diện cho một database. Dưới này cái object set, đây là generic
nó áp cho từng, nó mỗi cái này nó đại diện cho một cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu, đại diện cho một bảng được mapping, nó là mapping mà, cho nên nó mapping cái bảng ra một cái list DBSet ở trong phần entity, phần code programming. Mỗi đối tượng này thì có thể lấy được đối tượng này thông qua các property tương ứng, tức là nó là một đối tượng, ví dụ tên cơ sở dữ liệu chấm tên của bảng thì nó cũng mapping ra ngoài là một cái object set. Entity object là tương ứng với một cái đối tượng, một cái bản ghi ở trong một cái dòng, một cái row ở trong cái table. Tức là đối với nó, ở đây chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống dưới. Chúng ta có to nhất là cơ sở dữ liệu, xong trong cơ sở dữ liệu có các bảng, trong các bảng có các bản ghi. Các bản ghi này thì có các hai loại, một loại là entity object, tức là nó có dữ liệu, có khóa chính để định danh. Hai là complex object, tức là nó một cái cục dữ liệu mà không có chứa primary key, tức là nó sẽ là một cái bảng bảng không có định danh, không có khóa chính. Entity collection và entity reference là đối tượng để thể hiện mối quan hệ giữa hai cái class. Mỗi đối tượng này có thể được truy xuất thông qua property. Cái này chính là cái khóa ngoại và cái tham chiếu khóa ngoại reference giữa các bảng với nhau. Thì đấy là các cái đối tượng chính ở trong Entity Framework mà chúng ta làm việc. Cái Entity Collection này thì chính là cái mà trong mỗi một cái Entity chúng ta có một cái collection này để reference đến các bảng con. Và trong bảng con này thì chúng ta cũng có cái reference đến bảng tra, thì đó chính là cái Entity Reference và Entity Collection. Đó chính là các đối tượng chính. Tiếp theo, khái niệm về Entity Framework Code First. Entity Framework Code First là được giới thiệu từ Entity Framework 4.1. Trong cái cách tiếp cận Code First thì bạn có thể tập trung vào việc thiết kế domain, tức là thiết kế phần code, phần entity trước. Bắt đầu tạo ra các lớp như các cái bài trước mình đã làm rồi. Lớp này nó sẽ theo cái yêu cầu của nghiệp vụ của bạn, các bạn xác định được thuộc tính và các cái class. Sau đó chúng ta sẽ gen cái database. Cái database nó được đẻ ra từ danh sách các cái lớp này, cái sơ đồ lớp này, loại gọi là class diagram. Thì code first sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu dựa trên các thực thể. Toàn bộ cái phần project model này chúng ta có thể kế viết các, bình thường chúng ta phải thiết kế cơ sở dữ liệu trước ấy, thì chúng ta phải viết, ví dụ như là chúng ta không thể kế thừa như này được, chúng ta giảm thiểu sự duplicate code bằng cách là chúng ta đưa đưa nó ra một cái phần audit table này. Như vậy thì mỗi một cái phần tử của chúng ta có thể kế thừa lại các cái thuộc tính chung mà chúng ta không cần phải viết lại. Như vậy là một cái ưu việt nữa, đó là chúng ta có thể dùng cái tận dụng các cái cơ chế kế thừa của lập trình hướng đối tượng để đưa vào thiết kế database. Đó cũng là một cái ưu điểm của thằng Code First. Bạn viết các lớp thay vì tập trung vào thiết kế dữ liệu, chúng ta tập trung vào view list, tập trung vào các thực thể ở trong class hơn là thiết kế cơ sở dữ liệu. Và các toàn bộ các cái quan hệ rồi các cái ánh xạ chúng ta đã được phản ánh hết tất cả trên code, chúng ta focus vào code trước. Đó chính là code first, là code trước, sau đó gen ra database. Các cái chiến lược khởi tạo database, khi mà tạo database từ lần chạy ứng dụng đầu tiên ấy, thì chúng ta nó sẽ gen ra database. Tuy nhiên ở trong cái phần khai báo, ở đây chúng ta khai báo để trái tim của thằng Entity Framework là chính là cái lớp DB Context này được kế thừa từ lớp Database Context, được kế thừa từ DB, và nó có một cái constructor. Đây gọi là sự kế thừa constructor. Một con đây là constructor của lớp con hai chấm đến bay, từ khóa bay xong đến constructor, chính là constructor của lớp tra, tức là lớp Identity Context. Nó có một tham số là truyền vào collection string. Cái collection string này nó là tên của một cái connect ở trong phần file app config. Đây, tên của nó nhận đúng như này, các bạn có thể đổi tên. Lazy loading enable, mặc định của nó là true,
Cái này có nghĩa là gì? Khi chúng ta lốt ra một cái danh sách tra, ví dụ lốt ra cái menu này, nếu mà để chu mục định chúng ta list ra cái chu này, chúng ta sẽ cái menu group này chúng ta sẽ truy cập được đến danh sách menu. Vậy thì nó sẽ lập tức lột lắp lập lấy ra những cái danh sách, những cái entity liên quan, thì đó gọi là lazy loading for chu, tức là load ra theo kiểu cái lazy thuộc tính này, có nghĩa là khi mà nó enable lên thì cái thằng khi mà chúng ta select ra thì nó sẽ select ra những cái không select ra những cái object mà liên quan đến bằng reference, còn nếu mà bằng for thì nó sẽ load ra. Đó là lazy loading. Các thuộc tính này được khai báo mỗi một bảng thì có một cái DB set và tên của cái model đấy. Cái hàm mà on grid này, on model grid, nó truyền vào, chúng ta có thể cấu hình được tất cả những cái cho từng thực thể một, ví dụ như key nó là gì vào table bảng, thay vì chúng ta cấu hình ở trong từng module một, từng một cái class một. Ví dụ table này thì chúng ta cũng có thể cấu hình được cái to table ở đây. Thì khi mà sự kiện này nó sẽ chạy khi mà cái context nó được chạy lần đầu tiên. Đó chính là trái tim của entity framework, chính là cái DB context này. Các bạn lưu ý khi các bạn chạy data, các bạn chạy tool thì nó sẽ lấy cái app config ở đây. Nhưng khi các bạn chạy lên web rồi thì toàn bộ các cái DOL này nó được build ra và nó thành một cái reference của web. Trên web nó chạy chính rồi thì cái web nó chạy chính rồi thì cái config nó sẽ lấy ở trong connection của cái web, chứ không phải lấy trong connection của app. App thì khi chúng ta chạy độc lập của cái DOL này thôi. Có bốn chiến lược khởi tạo. Ở đây chúng ta có cái hàm ở trong phần config. Khi đã chạy ứng dụng lần đầu tiên thì nó sẽ tạo ra database rồi. Khi mà tự động nó sẽ có bốn cái tùy chọn. Tạo database nếu không tồn tại, đây là giá trị mặc định. Thì chạy lần đầu tiên nó sẽ, nếu mà để automatic enable bằng true thì có nghĩa là lần đầu tiên nó sẽ chạy và nó cũng chạy luôn cả cái phương thức seed, là phương thức tạo mới cái dữ liệu mẫu. Cái này rất hay ở chỗ là các bạn có những cái trong ứng dụng của các bạn có những cái mà ứng dụng có những cái dữ liệu mà ví dụ như dữ liệu user đầu tiên mà để login chẳng hạn, hay là một cái danh sách các cái group user, thì các bạn có thể tạo mới. Khi mà ứng dụng khởi tạo một cái thì nó sẽ chạy những cái cơ sở dữ liệu init để các bạn có thể có những cái dữ liệu ban đầu. Nhiều khi không có dữ liệu ban đầu thì các bạn không thể chạy được. Drop grid database nếu mô lên trên, tức là cứ trên cái model, trên cái code là database nó tự tạo lại, luôn luôn là tạo lại database, và tùy chọn thì các bạn có thể có custom. Đó là cái các cái chiến lược tạo database ở trong cái phần tạo mới. Ở đây chúng ta sẽ vào đây, ở trong cái lớp context này chúng ta có thể có một cái, sau cái lệnh set enable chúng ta có thể có những cái chiến lược khởi tạo như thế này. Chúng ta set database.setInitializer đối với grid database nếu không tồn tại đây. Còn các cái chiến lược khác các bạn có thể tạo set câu lệnh nào, một trong bốn câu lệnh này thì nó sẽ tạo cho các bạn. Đó chính là chúng ta khởi tạo ở trong phần database context, ở trong cái constructor của nó, thì nó đấy là bốn cái chiến lược khởi tạo. Thì thông thường thì chúng ta sẽ không set cái gì mà sẽ, nếu set null ở đây thì chúng ta sẽ nó sẽ tạo bằng cách là chúng ta phải dùng lệnh add migration. Tạo dữ liệu tự động thì mình vừa giảng rồi. Ở đây các bạn nhớ là khi một cái entity mà chưa tạo ra thì nó chưa enable cái migration lên thì nó sẽ chưa có cái thư mục migration đây. Và các bạn phải có lệnh enable migration thì trong slide cuối thì mình sẽ nói. Khi migration lần đầu tiên
chúng ta có thể tạo ra mỗi lần chúng ta add một cái migration thì nó sẽ sinh ra một cái file này. Cái file này nó được tạo ra một cái class, tên của nó thì chính là tên của một lần migration. Mỗi lần thì mình đã tạo ra một cái tên của nó sẽ đặt để cho các bạn dễ nhìn nhất, kế thừa từ lớp DB migration. Và trong này thì nó có hai phương thức up and down. Khi các bạn đi phỏng vấn về Entity Framework CodeFirst thì ai cũng sẽ hỏi các bạn có những tình huống mà các bạn phải, nhất là trong những các cái dự án maintenance thì phần migration này là cực kỳ quan trọng. Vậy có những ví dụ, có những cái cột mà người ta hỏi bạn là cái cột này đối đang cái kiểu dữ liệu là kiểu string, bây giờ muốn chuyển sang kiểu in thì mà không bể mất dữ liệu thì phải làm như nào, thì cái này nó phải có 3 bước. Chúng ta add một cái migration vào, sau đó chúng ta phải add một cái cột tem vào trong cái bảng đấy, sau đó move toàn bộ cái dữ liệu string ở trong cái string nhá, kiểu string nhưng mà có kiểu số, có số, có giá trị số, có giá trị chữ, chúng ta move sang bên cái tem đấy, cái cột tem đấy. Sau đó chúng ta mới dùng cái rename, à chúng ta dùng cái enter column. Ở trong này nó có rất nhiều các cái thuộc tính, các cái phương thức. Đây, enter column để chúng ta có thể sửa cái cột đấy thành cái dữ liệu thành thành in. Sau đó chúng ta update dùng một cái câu lệnh, dùng cái phương thức SQL để chúng ta đẩy một cái câu lệnh SQL vào đây. Chúng ta update key when để nếu trong trường hợp nó là số thì chúng ta lại move dữ liệu trở về cái cột cũ, còn nó string thì thôi. Đó, nó chính là cái cách mà chúng ta dùng để migration. Các bạn nhớ là phần code first thì migration là quan trọng nhất khi các bạn đi phỏng vấn, một trong những phần quan trọng nhất đó chính là cái phần migration. Các mô hình trong Entity thì chúng ta có 3 mô hình chính, thì chúng ta có các thành phần như là code để tạo mã lệnh, để tạo các lớp thao tác dữ liệu. Model là bao gồm các hộp mô tả thực thể. Cái model first này ít dùng, chúng ta chủ yếu dùng database first và close first. Model thì chính là cái phần là tạo ra, chúng ta tạo ra cái model để chúng ta định nghĩa các class. Và database thì chúng ta gen ra từ code. Có 3 mô hình chính là database first, có database, gen ra model và gen ra code. Thông qua model gen ra code. Model first là viết model trước xong gen code xong gen ra database. Và cái model này chính là cái chúng ta vào cái phần chúng ta tạo mới, chúng ta gen cái chúng ta tạo cái phần trong phần data này, nó có cái data model này. Chúng ta tạo và chúng ta design các cái class ở trong này, các dung tính trong này nó sẽ gen ra database. Thì cái này ít dùng. Và cuối cùng cái chúng ta dùng nhiều nhất đấy là code first, tức là có code gen ra database. Mình vẫn prefer dùng cái vấn đề cái mô hình này. Tiếp theo chúng ta có 3 mô hình ở đây: database first, gen trong cái khóa học ở trên TDU của chúng mình thiết kế database trước và dùng cái Entity Framework tool, Entity tool để gen ra code code first. Cái này các bạn dùng có vẻ tiện nhất bởi vì các bạn không phải code lại các cái thủ tục, không phải code lại các cái entity. Tuy nhiên mình không prefer cách này, có vẻ rất là hơi bị nghiệp dư một chút, các bạn không hiểu được cái nghiệp vụ, không hiểu được cái bản chất của nó. Model first thì khi ta bắt đầu thiết kế, ta sẽ thiết kế model ở trong entity như vậy mình nói, xong nó gen ra. Và cuối cùng cái mô hình code first, chúng ta chỉ viết code và tạo ra database. Để vậy cái bài này thì cái slide này mình sẽ nói tại sao dùng code first. Thứ nhất là các bạn nhìn thấy là toàn bộ các cái code của chúng ta được, chúng ta code dòng nào chúng ta hiểu dòng đấy, chúng ta code cái entity nào chúng ta hiểu được cách cấu hình của từng entity một, chúng ta cấu hình từng độ dài kiểu dữ liệu, các cái validate cho từng cái code một, chúng ta có thể kế thừa. Nếu mà chúng ta gen bằng tự động, chúng ta không thể nào kế thừa các cái thuộc tính chung như thế này được. Như vậy thì code của chúng ta sẽ bị duplicate và khó control. Các bạn nhìn thấy là đều mình đã kế thừa, nếu các thuộc tính chung như create by, create update by, chúng ta đều kế thừa từ một cái
interface và một cái abstract class chung. Cái này áp dụng triệt để cái tính kế thừa ở trong lập trình hướng đối tượng, và tính kế thừa thì các bạn biết rồi, chúng ta có thể giảm thiểu được sự duplicate code để có thể dùng lại, reuse được code. Và cái tính kế thừa này rất hay ở trong code first để chúng ta có thể dùng được đối với phần thiết kế database. Hai nữa là khi các bạn chuyển thay đổi bất cứ một cái gì ở phần model, chúng ta có migration. Cái migration này chúng ta có thể nhìn được tất cả các lốc từ đầu đến cuối. Chúng ta có từ trên xuống dưới, chúng ta mỗi lần chúng ta có phương thức upgrade này, chúng ta biết là mỗi lần thay đổi cái database chúng ta làm những cái việc gì ở trong này. Nó sẽ check check trên hết tất cả những cái câu lệnh mà thể trên database mà từ trước đến nay. Kể cả đến bài vừa rồi mình tạo mới một cái thủ tục. Thì bây giờ mình có một sửa cái thủ tục đấy, mình chỉ việc sửa add một cái migration và mình sửa lại cái thủ tục đấy thôi. Mình dùng cái enter store procedure để sửa thủ tục. Rất đơn giản. Các bạn có thể versioning cái database của mình. Bình thường nếu các bạn không dùng database first thì các bạn versioning bằng các cái số control như Redis hay như Git thì nó vẫn có cái commit vào từ database vào, nhưng mà cái này vẫn là cách mà chúng ta có thể phản ánh, tức là code của chúng ta là phản ánh đầy đủ toàn diện nhất của toàn bộ hệ thống bao gồm cả database. Chúng ta không bị phụ thuộc vào database nhiều quá. Nhiều khi các bạn là chỉ cần copy clone code về, các bạn run migration là các bạn có thể send ra database, các bạn không cần phải copy rồi restore database, như vậy rất là bất tiện. Dữ liệu mẫu thì các bạn cũng được tạo mới ở trong phần configuration, các bạn tạo các cái user mẫu này, các cái role mẫu, footer các bạn tạo mới thoải mái. Cái footer này mình còn chưa tạo mới, cái user này mình có thể là tạo mới ra một cái tài khoản, tạo mới với tài khoản mà mình kiểm tra là nếu là chỉ lần đầu tiên thôi, tức là contact.user.any, tức là nếu mà không có một cái user nào thì chúng ta mới thực thi các cái câu lệnh tạo mới user. Như vậy thì đảm bảo là lần đầu tiên chúng ta add thì nó sẽ đều phải nằm ở trong cái lần đầu tiên chúng ta add thì nó sẽ luôn luôn là add chỉ một user, chỉ một lần thôi. Đó đó chính là cái nó có thể tách ra nhìn thành nhiều phương thức và chúng ta gọi ở trong phần cái method sheet này, rất hay. Đó chính là cái cách chúng ta hay dùng code first, mà chúng ta có thể focus vào code, focus vào nghiệp vụ trước khi mà chúng ta nói đến DB. DB chỉ là nơi chúng ta store, chúng ta lưu trữ lại thôi. So sánh giữa link queue và entity, có nhiều bạn thì chưa phân biệt được link queue và entity nó khác nhau gì. Link queue thì nó là một cái cách thức truy cập dữ liệu cũ, link queue to SQL nhé. Còn link queue thì bây giờ entity các bạn vẫn dùng cái gọi là ngôn ngữ truy vấn cấu trúc. Chúng ta truy vấn link queue to SQL, link queue thì nó có nhiều loại. Chúng ta có truy vấn vào database, chúng ta gọi là link queue to SQL. Ở trong entity thì nó là link queue entity. Ở trong khi mà các bạn truy vấn kể cả đối với các cái lead object, các bạn có thể truy vấn thì nó gọi là link queue to object. Tôi có thể truy vấn cái XML thì nó gọi là link queue to XML. Link queue to SQL thì nó chỉ làm việc với SQL server. Nó khi mà các bạn tạo thì tạo ra một file DBML, không hỗ trợ các kiểu phức tạp. Chỉ có kiểu ánh xạ 1:1 giữa đối tượng một class và một table sử dụng data context. Trong khi entity framework thì nó có thể thao tác với các loại cơ sở dữ liệu như Oracle, DB2, MySQL, tạo ra các file EDMX và các file class bình thường, hỗ trợ các kiểu phức tạp, có thể tạo cơ sở dữ liệu từ model hoặc từ code, không nhất thiết phải từ database. Thằng này chỉ có database first thôi. Có thể ánh xạ 1:1, một nhiều nhiều một nhiều nhiều giữa một entity dưới client và table trong database, sử dụng DTP context, entity, các cái object context để truy cập dữ liệu. Nó mở rộng và hỗ trợ nhiều hơn đối với nghiên cứu. Cách migration entity code first thì chúng ta đầu tiên chúng ta enable migration lên. Ở trong cái configuration thì các bạn cũng có một cái
có rất nhiều các thuộc tính để các bạn cấu hình. Ở đây có cấu hình về automatic migration enable bằng true, tức là các bạn thay đổi model, các bạn chỉ cần update database tự nó tự đẩy vào database. Còn nếu for thì các bạn bắt buộc phải add một cái migration thì nó mới thay đổi. Nó gen ra câu lệnh. Nó sẽ đọc cái sự thay đổi của trong model so với database. Trong database của bạn nó làm sao để nó biết được cái database này thay đổi gì so với cái model? Thì ở đây các bạn chú ý đến một cái bảng ở trong phần database. Nó có một cái bảng là bảng migration history. Đây, trong migration history này chúng ta có tên, mỗi lần chúng ta add vào thì nó có một cái tên, chúng ta nó lưu hết ở trong này. Đây là nội dung của thay đổi, nó nằm ở, nó mã hóa trong model này. Cho nên các bạn tin tưởng là có cái bảng migration history này là nó biết hết được sự thay đổi compare giữa database và code, và nó sẽ sinh ra những cái câu lệnh để tự động đồng bộ hóa giữa hai cái database và code. Mình thích nhất là cái cơ chế này của Entity Framework. Sau đó mỗi lần chúng ta add migration, chúng ta dùng lệnh add migration xong cách tên của migration đấy, xong rồi chúng ta gọi update database. Mỗi lần update database nó sẽ chạy cái đây là upgrade và downgrade, nó sẽ chạy downgrade, nó sẽ ví dụ như là có table error rồi mà nó tạo thì nó sẽ phải drop trước sau đó mới tạo. Downgrade và upgrade. Vậy các bạn có thể chỉ update database, các bạn tạo mới một cái migration xong rồi các bạn update, thì các bạn tạo xong các bạn phải update thì mới có tạo được tiếp migration tiếp theo. Nếu mà các bạn gặp cái lỗi mà các bạn có một cái migration đang pending thì các bạn không thể tạo mới được nữa. Thì đó chính là cái mà các bạn hay gặp phải. Đó chính là cái phần migration của database. Trong các bài sau nữa thì mình sẽ có một cái bài mà mình sẽ chuyển giới thiệu về toàn bộ cái flow của dự án. Các bạn, bài này thì chủ yếu là về Entity Framework thôi. Các bạn chỉ cần hiểu được về Entity Framework cách đơn giản nhất ở trong phần data này, liên quan đến data model. Các bạn cài đặt nó ở trong cái Entity Framework. Cái Entity Framework các bạn cài đặt thì cài đặt ở NuGet. Nó là một trong những cái plugin, cái thư viện được dùng nhiều nhất, được thiết kế bởi Microsoft. Hiện tại phiên bản nó là 6.1.3. Bây giờ nó có Entity Framework Core nhưng mà nó chưa được phổ biến. Chúng ta vẫn dùng cái này ngon lành không sao. Khi mà add vào thì nó sẽ tạo ra cái thư mục config này, package.config này. Nó sẽ biết là có ba cái, nó biết là cái phiên bản này phiên bản bao nhiêu. Khi mà các bạn mở cái solution lên thì các bạn nhìn thấy một cái package này. Ở trong này nó chứa cái DLL của Entity Framework. Các bạn có thể copy chuột code thì các bạn có thể xóa luôn cái package này đi. Các bạn cài đặt trên NuGet thì nó dựa vào cái file package config này, để khi bạn build một cái thì nó sẽ tự động get DLL từ trên server về chứ không cần phải lưu DLL nữa. Đó. Đó chính là cái nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta nhìn tổng kết về Mac Entity Framework, cách cài đặt model. Còn lý thuyết cụ thể về từng cái thuộc tính như thế này thì các bạn biết vì sao dùng rồi, thì ở các bài trước mình đã nói rồi. Bài này mình chỉ bổ sung kiến thức về DB Context và liên quan đến các model của Entity Framework, cấu trúc của database, cấu trúc của Entity Framework. Bài này thì không có số code. Các bạn có thể có những câu hỏi nào liên quan đến nội dung thì các bạn có thể vào add cho mình cái Facebook của mình vào vào đây. Facebook của mình sẽ add các bạn vào trong cái nhóm riêng thảo luận của học viên của MyClass. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.